Đó, bây giờ cái chỗ đó á, là mình làm pha thoát hiểm từ đó. Ngay cái nách đó, đi lên hết 5 lầu luôn. Anh đo ướm á, thử á, thì nó là khoảng tầm hai mấy tới 30 mét á. Thì những cái cầu thang như thế này này, hôm nay á, họ vẫn là làm cái cầu thang thoát hiểm cho cái tòa nhà, cái căn nhà này nhá. Nhà này nó khoảng độ cao nó khoảng tầm 5 tấm. 5 tấm thì đang làm là dự định làm cầu thang xương cá. Những thời gian gần đây thì có rất là nhiều cái gọi là cháy nổ, thì cũng thật ra cái cầu thang nó không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà mọi người cố gắng như nhà mình có 4-5 tấm thì lên làm một cầu thang thoát hiểm. Bố trí như sao được cái không gian này làm thoát hiểm là cái tốt nhất nha, tại vì cái gì cái chứ không bằng cái mạng người nha. Mọi người chú ý điều này nha. Mình đang chuẩn bị làm cầu thang thoát hiểm cho cái nhà này. Hôm nay anh em mình sẽ biến cái chỗ này như vậy, nó sẽ có một cầu thang thoát hiểm. Ok anh em hóng video nha. Cái này Đó. hôm qua mới vừa dặn ổng chỉ ổng vô Ừ. đó, Ổng đâu rồi? ổng có đây, ổng là căn kia. Rồi bây giờ là cầu thang đó là cái thế nó là Này thế sao này. được, này ngang quá đấy, sao được. Lên đây, có mâm nghỉ ngang đây, bắn cái lên đây. Đây chứ. Chỗ đâu đi. Đây, lên đây xong. Lên đây có mâm nghỉ đây bắn đây. Còn không có thì đây. Lên đây, đụng một cái mâm nghỉ rồi bắn ở đây thì cũng không còn chỗ. Đi cái thế đó đi không được.